Dạ, là đầu tiên Hậu Nhân mến chào quý cô chú anh chị nha. Hiện tại thì Hồng Loan cũng vừa lên đấy, và bên trong đấy, nhìn thấy chị Hồng Loan đấy, tất cả anh em đang ghi hình ở đây. Má Tư hả? Hiện tại má Tư cũng lên đây với cô chú anh chị. Má Tư cũng ghé thăm chị Hồng Loan nha. Này Hồng Loan có rất là nhiều khách quý vị. Hiện tại buổi chiều hôm nay. Xe của chị Phương Lê cũng đang đậu dưới những cô chú anh chị. Hiện tại rất nhiều anh em hiếu kỳ quay vào bên trong của chị Phương Lê. Hậu Nhân ở bên ngoài đang quay và chia sẻ với cô chú anh chị xem. Thì ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của cô chú anh chị. Thì chị Phương Lê lên nói chuyện vụ giấy khai sinh của chị Hồng Loan. Nhiều phía bên phía gần cạnh nói là chị Hồng Loan không có giấy khai sinh thì nói chung là đủ phước chuyện luôn với cô chú anh chị. Thì bây giờ chị Phương Lê mới lên đáp trả lại, nói tuyên bố với mọi người biết là giấy khai sinh ai cũng sẽ đều có hết, nhưng mà làm chậm làm trễ chị Hồng Loan cũng có. Xác minh chị Hồng Loan là con ruột của nghệ sĩ Tú Du Linh. Clip trước Hồng Nhân có đăng lên rồi đó, chính chị Phương Lê đứng lên nói chuyện. Hiện tại giờ bên phe gần cạnh nó hãm hại rồi thưa đủ thứ chuyện để kiếm chuyện để mà nhằm hãm hại chị Hồng Loan với cô chú anh chị. Thì anh em rồi của chị Hồng Loan cũng như chị Phương Lê luôn luôn ủng hộ chị Hồng Loan hết mình, rồi là ba sầu Vũ Linh nữa đấy, mọi người luôn luôn yêu thương chị Hồng Loan. Hôm nay má Tư cũng bất ngờ xuất hiện với cô chú anh chị. Đó, hiện tại anh em cũng ở đây rất là đông, quay phim ghi hình lại những khoảnh khắc đẹp để mà chia sẻ với cô chú anh chị. Đây, má Tư đây. Giờ má Tư tới cũng chuẩn bị vậy cô chú anh chị. Má Tư không ở chơi thêm chút xíu nữa má Tư. Thôi đi về, về nhảy.
À, dạ. Con chào má Tư nha. Tới như là giúp Hồng Loan ha. Dạ đúng rồi anh. Bạn là tại gì? Dạ Phương Lê anh ạ. Giàu. Dạ chỉ thì giàu rồi. Cái này anh kêu chứ gì? Cái này kêu chứ gì? Mẹt á. Mẹt hả? Cái này hình như mười mấy tỷ không à? Tới chơi hay làm gì? Dạ. À, có chị Phương Lê cô. Hiện tại chị Phương Lê cũng vừa đến vào bên trong với cô chú anh chị. Thì má Tư Quốc Dân cũng vừa đến luôn đó. Thì anh em cũng quay phim những hình những hình ảnh đẹp nhất để mà chia sẻ đến cô chú anh chị đằng xa. Rất mong quý cô chú anh chị yêu thương mũi mến hay đăng ký ủng hộ kênh Hạo Nhân nha. Đây là chiếc xe của chị Phương Lê này của cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Thì video cũng khá là dài rồi. Hạo Nhân cũng xin chúc cô bác đang xem video thật là nhiều sức khỏe và dạy sự như ý, là mọi chuyện gì cũng thành, mọi chuyện nào cũng luôn luôn thành công. Chúc quý cô chú anh chị luôn luôn hạnh phúc gia đình.